Rồi em xin chào cả nhà, hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà một cái bộ nén khí của hãng Botic được nhập từ Mỹ về. Đây nó gồm một thân máy và một sợi dây và ba súng, đi kèm nó là ba súng. Hoặc ai có thể mua riêng, mua lẻ súng riêng hoặc là thân máy riêng em cũng có bán luôn. Máy này công suất tối đa của nó là 0,2. Độ âm thanh của nó là 80 decibel, 150 PSI, 6 galon, chứa được 22,7 lít, 2.6 SCFM. Công suất không khí của nó là 2,6 mét khối mỗi phút. Có thể xách tay nhẹ, có bơm không dầu. Đó. Anh em nào mà có muốn mua thì liên hệ số điện thoại 0978881868 hoặc đến tại trực tiếp cửa hàng 152-156 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè để xem và mua hàng trực tiếp. Rồi em xin cảm ơn mấy anh.